vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận và đánh giá cao vai trò vị trí của thanh niên đối với công cuộc xây dựng đất nước. Bác luôn đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào lực lượng thanh niên. Trong di chúc của mình, Bác khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên. Học tập tấm gương của Người bằng tinh thần và trách nhiệm, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã chung sức mang chuyên môn của mình để phục vụ người dân, đóng góp sức trẻ xây dựng xã hội, nhất là trong những thời điểm cả nước cần sự chung tay của toàn dân tộc. Trong những ngày này, Thành phố Hồ Chí Minh căng mình chống dịch COVID-19, thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiền, bí thư đoàn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và đồng nghiệp đã không quản ngày đêm từ trung tâm thành phố đến Củ Chi hay Cần Giờ để tập huấn phòng ngừa lây nhiễm cho các cán bộ, nhân viên y tế. Anh cũng tham gia trực tiếp sàng lọc người bệnh, giám sát quy trình đón tiếp, cách ly người bệnh COVID-19 tại bệnh viện. Về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn thì đây là giống như một cái hậu phương quan trọng để mà cung cấp. Thứ nhất là những cái dụng cụ vô trùng đảm bảo cho các bác sĩ để mà chúng ta khi mà thực hiện các thủ thuật tốt cho bệnh nhân. Thứ hai là công tác mình giám sát về nhiễm khuẩn bệnh viện, không chỉ trong đợt dịch COVID này mà trong những cái công tác hàng ngày thì đảm bảo để kiểm soát, hạn chế tới mức tối đa để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Hiền là thạc sĩ trẻ và đây là rất là nhiệt huyết. Công tác của khoa thì là bắt đầu khi thạc sĩ về thì sẽ có những cái suy nghĩ mới trăn trở mà đưa khoa đi lên. Cũng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, tuổi trẻ thành phố với rất nhiều đội hình được thành lập, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận người được cách ly về các khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Trong đó, lực lượng chiến sĩ trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Gia đình tôi rất là lo lắng cho tôi. Tôi cũng có động viên nói gia đình là tôi đi theo phục vụ đất nước. Thì gia đình cũng động viên an ủi cho tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Thì đây là một trong những cái nhiệm vụ mà quân đội phải làm để làm sao bảo vệ cho người dân an tâm trở về với hương. Mà tụi này cũng rất mong là cái sự đoàn kết của đối với bộ đội trong thời bình cũng như thời chiến sẽ làm sao để em lại sự bình an và yên tâm để con tiếp tục công tác để hoàn thành cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng đã được tuổi trẻ thành phố mang tên Bác triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn với cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thành thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Ban Thường vụ Thành đoàn thì sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều những cái hoạt động phong trào, những hoạt động giáo dục để cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố cùng tham gia, tạo một cái môi trường để các bạn rèn luyện, trưởng thành, để môi trường để các bạn cống hiến nhiều hơn nữa. Thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã và đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ghi dấu ấn bằng sự sáng tạo không ngừng, vươn lên làm chủ khoa học hiện đại, tận dụng hiệu quả thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tự tin hội nhập, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của người trẻ, phấn đấu trở thành những công dân mẫu mực, có lối sống đẹp, giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp sức mình xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều ấn phẩm tủ sách đã được xuất bản, tái bản, có giá trị trong việc quảng bá giảng dạy, nghiên cứu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
bộ sách Nghiên cứu Hồ Chí Minh, một số công trình tuyển chọn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong do Nhà xuất bản Tổng hợp phát hành, dài 2.100 trang, gồm 3 tập. Tập 1 bàn về chính trị tư tưởng tổ chức, tập 2 về văn hóa đạo đức xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tập 3 với chủ đề đổi mới, hội nhập, phát triển. Cái ba bộ nó mặc dù có những cái chủ đề riêng biệt nhưng mà khi mình xét một cách tổng thể, nó đều nằm trong mối liên hệ mật thiết với nhau để mà cùng làm rõ thêm, sáng rõ thêm những tư tưởng của Hồ Chí Minh. Và như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng với những chia sẻ qua những cái lời văn, giọng văn rất là mạch lạc, khúc chiết rõ ràng của tác giả thì bộ sách này sẽ phù hợp với nhiều đối tượng độc giả. Thưa quý vị, cách đây hơn 10 năm thì cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được phát động, và đến nay thì cuộc vận động này đã chuyển thành những hành động tự giác thường xuyên hơn trong việc học tập và làm theo ở cả ba nội dung tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Và với mỗi người thì tùy vào hoàn cảnh, việc học tập cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên điểm chung vẫn là những việc làm rất bình dị và thiết thực trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Tôi thì cũng không phải là một cái nhà nghiên cứu để mà chuyên môn viết sách, mà thực ra là người làm công tác bảo tàng, cho nên nó cũng có điều kiện là tôi nghiên cứu một cách có hệ thống về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của bác. Và nói chung tất cả các cái tư liệu của bác là đều là, nói chung là được đọc, dù ở lĩnh vực nào cũng là những cái bài học đương thời ấy. Không có từ những cái vấn đề trước đây, những cái vấn đề thời chống Pháp, chống Mỹ, nhưng mà đến nay vẫn còn những cái giá trị. Một số bài tôi đề cập đến trong này đều là những cái vấn đề mà nó liên quan đến cuộc sống hiện nay. Tiến sĩ Nghiêm Kỳ Hồng, người đã có 50 năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, đã biên soạn cuốn sách Bác Hồ với công việc văn phòng, trong đó rút ra những điều cần học tập về phong cách làm việc, diễn đạt, ứng xử của Bác đối với công việc văn phòng, trở thành bài học kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Đây cái hình trực tiếp tức là bác đánh mấy chữ, nhưng không phải đâu, bác ngồi như thế này, nhưng đấy là bác thực hiện cái chức trách của một cái nguyên thủ quốc gia, tức là bác đã nghĩ đến những công việc trọng đại của đất nước, lại là người trực tiếp soạn thảo văn bản trong đầu, và thứ ba là trực tiếp đánh máy văn bản. Thế như vậy có nghĩa là chính bác cũng làm công việc văn phòng. Tất cả mọi cán bộ lãnh đạo từ người cao nhất của một quốc gia cho đến một người nhân viên bình thường đều ít nhiều làm công việc văn phòng. Với các cái văn phòng đó thì bác đã có nhiều chỉ đạo, nhiều lời bài nói, nhiều bài viết, nhiều lời căn dặn, để lại những cái bài học hết sức quý báu. Qua thời gian, ngày càng có nhiều ấn phẩm viết về bác. Đó là tình cảm, tâm huyết của mỗi tác giả đối với bác, muốn đóng góp vào việc học tập, vận dụng, kế thừa và phát huy những giá trị di sản to lớn, quý báu mà bác đã để lại. Tôi cho rằng mỗi người công dân của chúng ta, hoặc là riêng tôi, qua những cái tác phẩm về bác, tìm hiểu về bác, mà có được làm theo được bác 53%, thì theo tôi cũng đã thành công rồi. Tuổi của mình là đã 75 tuổi rồi, tôi cũng muốn gấp rút để làm cái gì đó, coi như là một cái món quà dâng lên những cái dịp 130 năm ngày sinh của bác. Thì cái đó tôi cũng rất là vui, bởi vì như thế là mình cũng đã làm được một chút gì để đáp lại công ơn của bác. Thưa quý vị, mỗi tổ chức cá nhân phải tự chấn chỉnh, không để vô cảm kéo dài trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp dân, đồng thời coi trọng chất lượng cấp ủy, lựa chọn cán bộ kỹ lưỡng, quyết không để tình trạng lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp hướng tới đại hội đảng lần thứ 11 của thành phố. Đây là lời nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại hai buổi tiếp xúc cử tri cùng các tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 5 và đơn vị 8 tại quận Tân Phú và Gò Vấp. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung xoay quanh các vấn đề như một số vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng được các cơ quan trung ương kết luận, nhưng đến nay chưa có kết quả xử lý kỷ luật cán bộ lãnh đạo liên quan. Cử tri đề nghị thành phố cần thực hiện xử lý nghiêm, quyết liệt, đúng đắn trong việc xử lý cán bộ vi phạm, giữ vững lòng tin trong nhân dân.
Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, về khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa qua đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã làm việc với thành phố. Hiện nay, công tác xử lý cán bộ, khắc phục sai phạm, giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân đang được triển khai song song. Về trách nhiệm một số cá nhân tập thể liên quan đến sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm thì có hai nhóm. Những cán bộ thuộc quản lý của Trung ương, vừa qua bên đảng đã có xử lý bước đầu. Những cán bộ thuộc Chính phủ đang tổ chức kiểm điểm và sẽ tiếp tục xử lý. Riêng các cán bộ cấp sở ngành thành phố đã tổ chức kiểm điểm và sắp tới sẽ công bố. Về ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến việc vẫn còn cán bộ thờ ơ, chậm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không thể chấp nhận bệnh thờ ơ vô cảm trong bộ máy nhà nước. Mỗi tổ chức cá nhân phải tự chấn chỉnh, không để vô cảm kéo dài, bởi như vậy thì chính quyền không thể mạnh. Người đứng đầu phải xem lại mình, không làm được thì phải xin thôi, còn không thì phải cố gắng làm việc. Đoàn đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo quận Tân Phú đã có những giải trình xoay quanh những vấn đề được cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận tổng hợp các ý kiến và gửi đến các sở ngành liên quan và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề xuất kiến nghị về các vấn đề phân cấp quản lý, vấn đề biển đảo, tình hình Biển Đông, đề xuất nâng giá bồi thường khi thu hồi đất thực hiện các công trình công cộng. Trong đó, vấn đề được cử tri quan tâm nhất vẫn là công tác nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp được quy định ra sao. Là đại hội đảng sắp tới, những người được giới thiệu ứng cử vào ban chấp hành các cấp phải là những người tiêu biểu đó, cho đảng chúng ta, khẳng định là những người làm đúng cái lý tưởng của đảng, làm đúng cái việc là học tập làm theo tấm gương Bác Hồ, không để lọt những người mà tham vọng quyền lực, chạy chức, xa rời quần chúng tham gia vào các bỉ sắp tới. Thì chúng tôi báo cáo cũng bà con cử tri thì thành phố ban chấp hành mới họp cũng đang trong quá trình xây dựng rà soát quy hoạch cán bộ để đến đại hội đảng chúng ta có một đội ngũ cán bộ quy hoạch đủ lớn về số lượng và phấn đấu đảm bảo chất lượng để đại hội sẽ bầu được. Thì trên tinh thần là cán bộ của đảng là phục vụ nhân dân, về từ đấy đại hội chúng tôi sẽ cùng suy nghĩ báo cáo cấp trên làm thế nào mà các danh sách những người dự kiến ứng cử khóa tới làm sao có thể nhân dân có ý kiến được. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thời gian qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng đã đạt được nhiều thành công, lấy lại niềm tin của nhân dân với đảng và chính quyền. Vì thế, để chuẩn bị cho thành công của nhiệm kỳ mới, khi xây dựng đề án nhân sự, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm của đảng, coi trọng chất lượng cấp ủy, lựa chọn cán bộ thật kỹ lưỡng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, quyết không để tình trạng lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng. Đảng bộ phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng và mục tiêu xây dựng phường theo chỉ đạo của quận, xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh. Nhiệm kỳ vừa qua, tổng thu ngân sách phường Bình Thuận đạt 131,6% kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, phường đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp 30 hẻm, di dời nhà lấn chiếm hành lang an toàn kênh cả cấm, xóa bỏ nhiều điểm ngập nước, chấm dứt việc lấn chiếm 12 cống xã, cửa xã trên địa bàn, xây dựng nhiều khu dân cư điển hình, công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được chú trọng. Qua đó, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nề nếp, xây dựng kế hoạch và tổ chức vận hành quy hoạch cán bộ bài bản, hiệu quả. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục 19 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ phường trong nhiệm kỳ mới. Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, chính sách hỗ trợ cho gia đình sinh đủ hai con là những chủ đề được dư luận, đặc biệt là giới trẻ nhắc đến trong những ngày vừa qua. Ở góc độ thực tiễn, mỗi người có quan điểm khác nhau, trong khi các bạn trẻ cho rằng mình vẫn đang thích cuộc sống độc thân hơn thì đối với phụ huynh, dù không ép buộc nhưng đều mong muốn con cái sớm kết hôn, yên bề gia thất. Xin chào hai bạn dự định kết hôn khi nào?
Dạ em dự định kết hôn tầm khoảng 27-30. Việc lúc đó thì sự nghiệp mới ổn định, với lại là trong khoảng thời gian đó thì sức khỏe cũng tốt để có thể sinh con được. Có nhiều bạn trẻ thì lại không muốn kết hôn sớm tại vì còn nhiều, rất là nhiều nguyên nhân, để theo hai bạn như thế nào? Theo mình thì là phần lớn sẽ là do sự nghiệp chưa ổn định rồi chưa lo được cho gia đình thì các bạn nó sẽ chưa muốn lập gia đình sớm. Dạ em không nghĩ đến khi nào là kết hôn. Nói chung là khi nào mình gặp duyên của mình ấy, duyên đến thì mình nhận thôi, còn duyên chưa tới thì chịu. Người ta nói là con là trời cho. Bây giờ nói là bắt buộc phải sinh con ngay trước thời điểm đó hay sau thời điểm đó thì không ai có thể chắc chắn được điều đó. Việc chính phủ ban hành quyết định chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, trong đó yêu cầu các địa phương thí điểm các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Theo các chuyên gia, đây là một chính sách rất kịp thời, phù hợp, nhân văn và hoàn toàn không có chuyện xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu kết hôn sau 30 tuổi. Về góc độ vĩ mô đó thì cái yếu tố về dân số và cái nguồn lực lao động là một cái điều rất là quan trọng và chúng ta cần thiết phải có cái sự điều chỉnh từ cấp chính phủ đến cấp các bộ ngành. Xét về dưới góc độ tâm lý thì ở cái ngưỡng tuổi 30 đó, ông bà mình hay nói là tam thập nhi lập, tức là cái ngưỡng cửa 30 nó cũng là cái độ tuổi mà giới trẻ cảm thấy có thể là đủ cái sự chín chắn và trưởng thành. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì đó là một cái khoảng thời điểm phù hợp. Trước 35 tuổi và đặc biệt là trước 30 tuổi thì khi mà cơ thể của người phụ nữ cũng kể cả nam giới luôn là họ sẽ phát triển đầy đủ kể cả về thể chất và tinh thần, thì cái lúc đấy là cái thời điểm rất tốt để chuẩn bị mà đón nhận em bé. Thế còn là sau 30 tuổi hoặc là ngoài 35 tuổi thì việc mang thai đã khó khăn rồi và cái việc khi mà có thai nó cũng sẽ có nhiều nguy cơ, ví dụ như sảy thai hoặc thai lưu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được xếp trong nhóm 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Theo thống kê, tổng tỷ suất sinh của thành phố liên tục giảm, năm 2000 là 1,76 con, nhưng đến năm 2018 chỉ còn 1,33. Mức sinh thấp tác động mạnh đến cơ cấu dân số thành phố trong tương lai. Chúng ta nên có cái hỗ trợ mua nhà ở xã hội, mua nhà ở trả góp cho những cặp vợ chồng trẻ đã có đủ hai con mà khó khăn trong việc nhà ở, hoặc là hỗ trợ thuê nhà ở, hoặc là giảm cái chi phí nhà ở. Chúng ta cũng nên mạnh dạn tính đến cái việc là cái chế độ thai sản cho bà mẹ sanh em bé không phải 6 tháng mà có thể 1 năm hoặc hơn, hỗ trợ cái viện phí, cái chi phí mà sinh con đứa thứ hai cho những cái cặp vợ chồng mà có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kết hôn, sinh con là quyền tự quyết định của mỗi người. Hiện chưa có văn bản nào quy định xử lý vi phạm về chính sách dân số. Tuy nhiên, việc khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi là dựa trên cơ sở khoa học nhằm giúp cân bằng dân số, đặc biệt ở vùng có mức sinh thấp như thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết bất cập thuế thu nhập cá nhân. Thông tin đa số ý kiến tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đồng tình với dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng một tháng và giảm trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng một tháng, khiến nhiều người cho rằng chưa thỏa đáng. Các chuyên gia cho rằng nhà nước nên dự trù phần ngân sách và cân đối thu chi để có thể quyết mức giảm trừ gia cảnh cho tương lai, thay vì quyết mức tăng theo số liệu quá khứ như dự thảo đưa ra. Mức giảm trừ với người nộp thuế nên tăng lên từ 13 đến 14 triệu đồng một tháng, và người phụ thuộc cũng tăng tương ứng để bảo đảm nghị quyết không rơi vào tình trạng vừa ra đời đã lạc hậu. 4 tháng kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, theo số liệu của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có đến 18.627 hộ kinh doanh trên địa bàn phải ngừng nghỉ vì kinh doanh ế ẩm. Thế nhưng, đơn xin miễn giảm thuế của nhiều tiểu thương vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cục Thuế thành phố cho biết để đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh ngay theo tỷ lệ giảm thực tế nếu số liệu kiểm tra cho thấy doanh thu có thay đổi, không bắt buộc phải sụt giảm từ 50% trở lên như quy định trong bối cảnh bình thường. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài viết Hộ kinh doanh ngóng giảm thuế trên báo Tuổi Trẻ. Cạnh tranh trong xuất bản là bài viết đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
Với sự hỗ trợ của công nghệ, nhiều đầu sách được các đơn vị làm sách trong nước mạnh dạn đầu tư và chăm chút không chỉ nội dung mà còn hình thức, kèm nhiều quà tặng độc đáo. Theo một số người trong giới, đây là những cuộc cạnh tranh tích cực, là cơ hội cho ngành xuất bản nước ta chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, mau chóng bắt kịp trình độ xuất bản của thế giới. Bởi lẽ sách không phải là một sản phẩm đặc thù, mà cũng là một dạng hàng hóa chịu sự chi phối của quy luật thị trường. Sách không chỉ được chia thành các thể loại hay chủng loại, mà còn có thể chia thành các phân khúc về giá, tương ứng với từng nhóm đối tượng độc giả, khách hàng. Tin thế giới, thưa quý vị, tính đến sáng nay đã có hơn 4.700.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận trên toàn cầu, trong đó hơn 312.000 người đã tử vong, hơn 1,8 triệu ca đã hồi phục. Hiện nhiều quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát, cho phép một số lĩnh vực kinh tế được hoạt động trở lại. Tại Pakistan, các chuyến bay nội địa tại 5 sân bay lớn đã hoạt động trở lại từ hôm qua 16 tháng 5, sau khi nước này tiếp tục nới lỏng phong tỏa. Chuyến bay đầu tiên là của hãng hàng không quốc tế Pakistan chở 84 hành khách, khởi hành từ Karachi đến Lahore. Từ hôm qua 16 tháng 5, hoạt động giám sát biên giới nghiêm ngặt giữa Thụy Sĩ và Đức đã bắt đầu được nới lỏng, khiến hàng trăm công dân vui mừng. Nhiều người đã có mặt tại khu vực gần thị trấn Kulijen ở Thụy Sĩ và Konstanz ở Đức để cùng nhau chứng kiến hàng rào được dỡ bỏ. Hơn 4 tuần qua, hàng rào này đã được dựng lên giữa hai thị trấn để hạn chế lưu thông qua lại. Các thị trấn dọc bờ biển Jersey Shore của bang New Jersey của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng một phần hạn chế bằng cách mở cửa trở lại các bãi biển theo kế hoạch gồm hai giai đoạn, mục đích là khởi động lại nền kinh tế địa phương. Trong đó, giai đoạn 1 kéo dài từ nay đến ngày 22 tháng 5, với 5 lối vào mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Hy Lạp cũng mở cửa trở lại các bãi biển công cộng nhưng vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Hiện nước này đang trải qua đợt nắng nóng tháng 5 tồi tệ nhất trong năm thập kỷ qua. Nhiều người đã đổ xô đến các bãi biển để hạ nhiệt. Tuy nhiên, tại một số bãi biển, các môn thể thao nhóm vẫn bị cấm. Số lượng người đi biển phải được ghi lại và không được vượt quá 40 người trên 1.000 mét vuông. Khoảng cách giữa các dù che nắng là khoảng 4 mét, khoảng cách tối thiểu giữa hai ghế phơi nắng từ những chiếc dù khác nhau là 1,5 mét. Thủ đô Santiago của Chile thì lại đang tăng cường các lệnh phong tỏa trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nước này. Trong tuần qua, Chile đã có số ca mắc COVID-19 tăng gần gấp đôi và tính đến nay đã có gần 400 ca tử vong. Do đó, nước này đã bắt đầu phải tiến hành các biện pháp phong tỏa trên diện rộng nhất từ trước đến nay, do hơn 7 triệu người được cách ly quanh thủ đô Santiago. Người vi phạm lệnh phong tỏa có thể bị phạt tới hàng ngàn đô la Mỹ. Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 gồm hai giai đoạn nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, quyết định cho phép mở lại thêm một số loại hình kinh doanh trong giai đoạn 2 từ hôm nay, ngày 17 tháng 5. Thông báo của chính phủ Thái Lan cho biết, trong số các loại hình kinh doanh được hoạt động trở lại, có trung tâm thương mại và nhà hàng trong trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị, chợ bán buôn và bể bơi. Tuy nhiên, những cơ sở này phải đóng cửa trước 8 giờ tối để người dân có đủ thời gian trở về nhà trước giờ giới nghiêm. Bên cạnh đó, lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực tới cuối tháng này sẽ được rút ngắn 1 giờ, bắt đầu từ 23 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, các sân bay Thái Lan vẫn đóng cửa đối với những chuyến bay thương mại từ nước ngoài. Việc nới lỏng hơn nữa các biện pháp phong tỏa được thực hiện sau khi dịch COVID-19 ở Thái Lan diễn biến tích cực, với số ca mắc mới cũng như trường hợp tử vong trong ngày tiếp tục giảm. Hiện Thái Lan đã ghi nhận hơn 3.000 ca mắc COVID-19, trong đó 56 trường hợp tử vong. Hiện đa số bệnh nhân đã bình phục. Kênh truyền hình Fox News của Mỹ mới đây đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kế hoạch nối lại tài trợ một phần cho Tổ chức Y tế Thế giới. Cơ quan Liên Hợp Quốc từng bị ông Trump cách đây hơn một tháng chỉ thị chính phủ dừng tài trợ vì cách thức xử lý liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Theo Fox News, chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến sẽ chi tương đương với mức mà Trung Quốc đóng góp cho WHO. Điều này đồng nghĩa với việc tài trợ của Mỹ cho WHO chỉ bằng 1/10 trước đây. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho chính phủ tạm ngừng tài trợ cho WHO vì cho rằng có sự bất hợp lý trong cách thức giải quyết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của tổ chức này. Tuy nhiên, quyết định vấp phải sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Phòng Thương mại Mỹ và Hiệp hội Y khoa Mỹ. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã rót cho tổ chức này hơn 400 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO. Cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 đang tàn phá nền kinh tế toàn cầu, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội để giải quyết tình trạng bất bình đẳng kéo dài lâu nay và nhiều ưu tiên khác. Đây là nhận định của Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới bắt đầu quá trình mở cửa trở lại.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Kristalina Georgieva nhận định, nếu chính sách và các khoản tài chính được tập trung đúng chỗ, tình trạng bất bình đẳng cũng như nhiều vấn đề toàn cầu khác như bảo vệ môi trường có thể được giải quyết. Theo Tổng Giám đốc IMF, nền kinh tế số, các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến và chính phủ trực tuyến là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong bối cảnh dịch bệnh. Do đó, các công ty công nghệ cần nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận nền kinh tế số cho tất cả mọi người. Bà cũng cho rằng cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 là cơ hội để chính phủ các nước đầu tư vào các biện pháp kích thích tăng trưởng thân thiện với môi trường. Giá dầu thấp cũng là một cơ hội để loại bỏ các chính sách trợ cấp năng lượng gây hại. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát phương tiện ngày 15 tháng 5, cảnh sát giao thông cả nước xử lý hơn 8.700 lượt vi phạm luật giao thông đường bộ và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật khác. Trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát phương tiện toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hơn 70.000 phương tiện, lập biên bản xử phạt hơn 8.700 trường hợp vi phạm, tước hơn 1.200 giấy phép lái xe, phạt tiền trên 5,9 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử phạt những người có hành vi gây nguy cơ tai nạn cao. Cụ thể, 825 lái xe vi phạm về tốc độ, 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 20 trường hợp dương tính với ma túy. Về trật tự an toàn giao thông, trong ngày đầu thực hiện kế hoạch, cả nước xảy ra 17 vụ tai nạn, làm chết 5 người, bị thương 15 người. Thưa quý vị, cuộc sống bình yên của người dân và môi trường ổn định cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước đã và đang được đảm bảo bởi các lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có bộ đội biên phòng thành phố. Cùng với công tác chuyên môn sẵn sàng chiến đấu, bộ đội biên phòng đã đẩy mạnh xây dựng thế trận lòng dân, trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân và cùng nhân dân chung tay xây dựng phát triển thành phố mang tên Bác. Giữa cái nóng tháng 5, nơi ngôi nhà tình nghĩa ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xê cảm thấy ấm lòng khi đoàn cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng Cần Thạnh tới thăm. Má Xê không giấu niềm vui khi đón những người má coi như con cháu trong nhà tới thăm hỏi, tặng quà. Đã con nó vừa lo đi phòng chống dịch mà nó còn phải lo tới mình, thì mình quý nó lắm. Nó cẩn thận, nó lo tới cho thăm hỏi. Là huyện Duyên Hải, vùng xa, đời sống người dân Cần Giờ còn bấp bênh, nay càng thêm khó khăn bởi dịch COVID-19. Cùng với chính sách hỗ trợ của thành phố, lực lượng biên phòng phối hợp các đơn vị đã hỗ trợ thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị phòng dịch cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân trên địa bàn, cùng bà con nỗ lực chống dịch. Biên phòng đã có cái sự mà quan tâm về người dân, là nhất là cái trong cái mùa dịch này, các anh em cũng chăm lo và đến từng nhà. Không chỉ giúp ổn định đời sống nơi hậu phương, nhiều năm qua, đồn biên phòng Long Hòa và đồn biên phòng Cần Thạnh đã xây dựng các mô hình tổ tự quản tàu, thuyền an toàn, bến bãi an toàn, giúp các chủ phương tiện, người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ yên tâm lao động sản xuất, vươn khơi bám biển. Từ đó, người dân chung tay với bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Tôi ở ngoài biển thấy có những cái gì mà khả nghi á, thì có điện đài, điện dưới tàu có điện hết, có điện ba đài rồi điện về trong trạm biên phòng để trình báo sự việc vậy để anh em trong đó anh em ra. Chúng ta không thể tuần tra 24/24 biển được, để cũng có những thời gian trống. Thì đấy là những thời gian mà người dân phát huy hết cái trách nhiệm của người ta. Và chúng tôi cũng quan niệm là mỗi một người dân là như một cái ống nhòm di động ở trên biển, luôn luôn là quan sát, nếu thấy phát hiện là người dân điều báo cho chúng tôi. Làm tốt cái công tác an sinh xã hội, đó cũng là một cái việc làm truyền thống của Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, cũng như là một góp phần xây dựng cái thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới. Luôn đảm bảo tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời xây dựng và phát huy thế trận lòng dân, lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm giữ vững sự bình yên và môi trường ổn định của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác, đang bước vào giai đoạn mới của thời kỳ phát triển và hội nhập. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.